Xin kính chào chú và bạn nha. Hiện tại bây giờ thì em đang chuẩn bị vô mộ của cậu Năm Vũ Linh của chú bạn ơi. Đó, trước tiên là vào mộ của cậu Năm Vũ Linh, thắp hương cho cậu Năm, đốt thuốc cậu Năm xong thì em mới nghe một thông tin là có một cái đám tang nữa mọi người. Thêm một cái đám tang nữa rất là lớn mọi người ha. Cũng là một vị đại gia. Thì sau khi quyến mộ cậu Năm xong thì mời cô chú anh chị các bạn theo chân em ra cổng của Hoa Viên để mà đón cái đám tang đó. Mà đám tang nó như thế nào thì xin mời cô chú với bạn cùng theo dõi sau nha. Rồi, hiện tại giờ thì em đang có mặt tại mộ cậu Năm nè mọi người. Thấy có một khán giả cũng đây quyến mộ cậu Năm. Và em cũng vừa thắp hương xong đó cô chú bạn. Cũng đốt thuốc cậu Năm xong rồi. Bây giờ em sẽ di chuyển ra ngoài cổng Hoa Viên để đón cái đoàn đám tang. Nghe nói rất là khủng nha mọi người ha. Cũng là một vị đại gia luôn. Chuẩn bị nha mọi người, chuẩn bị đón một cái đám lớn xuống quả thiêu cho mọi người ha. Nghi thức như nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghi thức rước tang từ cổng Hoa Viên vào nơi hỏa táng quảng táng như nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha mọi người. Không phải rồi mọi người ơi. Một ngày thì ở đây đám tang rất là nhiều mọi người, từ đi chôn và quả thiêu. Thì có những đám vừa có những đám đại gia khủng. Thì những cái đám đại gia khủng thì thuê những cái dàn trống ngựa như thế này là mọi người. Rất là đỉnh nha. Rồi, tới rồi đó mọi người ơi, hình như là te tới rồi nè. Hình như có xe của công an nó giữa có xe công an nữa kìa. Có công an nữa kìa. Cái đó là xe đó, cảnh sát giao thông nữa kìa anh. Có xe cảnh sát vô nữa. Không, xe cảnh sát này không phải đám, không phải cái đám đang lại. Thôi cái đám vừa qua. Cái đám vừa qua. Là của cái này đây nè, đám này mà đưa này, xe này là của đám này nè. Không, cái đám cái xe hồi nãy là của đám nãy. Là cái hồi nãy là đám là của phía công an luôn. Đúng rồi. Công an là bên cảnh sát giao thông gì hay. Đúng rồi. Quá đỉnh luôn ha. Đám mà nãy mình quay, nếu mà mình đi quay cũng là đám khủng á. Đúng rồi. Đám rồi. Là cũng đại gia đó. Kìa. Tới rồi kìa. Thì cái đám này, đám kia. Rồi quá trời à. Quá. Đám mà vừa rồi mình quay á là xe hơi vô dữ ha, cũng là thuộc về đại gia. Đại gia đó, đại gia cán bộ. Đại gia đó. Cán bộ về hưu đó, tiêu chí đó. Và bên Hoa Viên đó giờ nè, có người kìa này nè, nó đây nè, xe này là của bên đám đang đợi đám kia đó. Nghe trong Hoa Viên á, đám này nghe nó lớn lắm. Đám là nghe nói trong Hoa Viên á. Hoa Viên có mấy chị giặt hồng không? Áo xanh á. Mà nghe nói đâu đám này đưa đi quả táng như ngày hôm qua nhanh nha. Là tán chứ không phải là chôn nha. Đâu để hỏi theo thứ tắc nó tán là chôn. Tại vì nói chung với anh em mình đây thì chỉ là nghe phong phanh vậy thôi. Thì như là mấy anh này đi đến đâu thì mình đi đến đó thôi. Đúng rồi. Rồi sẵn sàng hết rồi. Ủa này là mình đi quả tán hay là đi chôn được? Quả tán là đi cái đám lớn ngày hôm qua luôn á. Hôm qua cái anh bự bự con quýnh trống. Qua anh bự con. Bữa nay quýnh mệt quá. Bữa nay người nhỏ con. Hồi đó đâu, cái trống còn bự. Người đánh trống mà. Đúng rồi. Rồi đó bây giờ thì xe tang đưa lão Mật Gia. Đó, một vị đại gia bất động sản nha cô chú anh chị và các bạn.
Đó, hiện tại bây giờ đã gần tới lò quả tán rồi. Thì nghi thức là chút xíu nữa đây là xe sẽ xuống cho người xuống để mà đánh trống cho mọi người nha. Đây đoàn tang đâu biết sao. Vô lò quả tán nha cô chú và các bạn. Sáng giờ mình vô đây 3 lần rồi các em. Rồi 3 lần luôn rồi đó em. Cảm ơn mọi người đã vừa xem xong cái video của em. Video của em thấy hay, hữu ích thì mọi người cho em xin một like, một đăng ký kênh nha mọi người. Và bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.